lâu cái đây là những hình ảnh hiệp nghĩa của người dân Đà Nẵng được truyền hình báo Tuổi Trẻ ghi lại vào đúng thời khắc giao thừa. Hàng trăm người đi đường đã kịp thời cứu sống một thanh niên bị vùi lấp dưới cát sau khi xe tải chở cát bị lật lúc 23 giờ 50 ngày 31 tháng 12 năm 2013. Nơi xe cát bị lật là trước nhà số 159A Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Khi đó, anh Huỳnh Nhật, 18 tuổi, ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, chạy xe máy về hướng trung tâm thành phố thì va quẹt với xe máy khác do anh Nguyễn Tịnh, 19 tuổi, chạy cùng chiều. Anh Tịnh ở xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng là sinh viên trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng. Vụ va quẹt khiến anh Nhật ngã vào làn đường dành cho xe 4 bánh. Cùng lúc đó, một xe ben chở cát chạy cùng chiều do tránh anh Nhật nên đã leo lên giải phân cách và lật nghiêng, hông xe đè lên chân trái anh Nhật. Cát từ trên xe tải vùi lấp anh Nhật và xe máy. Ngay lập tức, hàng trăm người đi đường đã kịp thời bới cát để cứu anh Nhật. Sau hơn 30 phút hợp sức, bằng tay không, người dân đã giải cứu được anh Nhật và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng dập chân trái, chấn thương vùng đầu. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cảnh sát giao thông và công an quận Cẩm Lệ cũng đã đến hiện trường để điều tiết giao thông và xử lý vụ việc. Theo những người chứng kiến vụ việc thì khi đó, xe tải chở cát đi rất chậm. Sau khi xảy ra tai nạn, người điều khiển xe tải cũng rời khỏi hiện trường.